Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi chuyên mục Kinh tế và Hội nhập của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, phát sóng định kỳ vào lúc 8 giờ sáng thứ Bảy hàng tuần. Chuyên mục Kinh tế và Hội nhập tuần này sẽ tập trung vào chủ đề: nhiều chương trình khuyến mãi, quảng bá nhằm kích cầu tiêu dùng cho mùa mua sắm giữa năm nay đang được các doanh nghiệp nhỏ và vừa triển khai. Mỗi doanh nghiệp đều có một định hướng linh động và thích ứng mới, lựa chọn mùa hè để phát triển hoạt động kinh doanh. Và ngay sau đây, kính mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết của chương trình, bắt đầu bằng tiểu mục KT07. Năm 2022, Điện lực thành phố Vũng Tàu là đơn vị đầu tiên trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành 100% việc lắp đặt công tơ điện tử thay thế công tơ cơ cho 120.000 khách hàng áp dụng truyền dữ liệu từ xa. Theo công ty Điện lực thành phố Vũng Tàu, đây là bước tiến quan trọng của ngành điện từ thủ công sang tự động và bán tự động trong thu thập số liệu, xử lý phân tích các dữ liệu của ngành điện. Theo số liệu từ công ty Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu, hiện đơn vị đang quản lý 442.295 khách hàng sử dụng điện, đẩy nhanh tiến độ lắp đặt công tơ điện tử có chức năng ghi chỉ số tiêu thụ điện năng theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh. Đến nay, công ty đã triển khai lắp đặt được 397.000 công tơ điện tử, chiếm 90% trên tổng số công tơ đang hoạt động. Trong đó, thành phố Vũng Tàu, thành phố Bà Rịa và các huyện Long Điền, Đất Đỏ, Côn Đảo đã hoàn thành 100% kế hoạch. Dự kiến đầu tháng 7 năm 2023, công ty Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu sẽ hoàn thành việc thay thế công tơ điện tử cho 100% khách hàng trên địa bàn tỉnh. Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, tốc độ huy động vốn tại các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đang tăng chậm lại. Đến cuối tháng 4 năm 2023, tổng nguồn huy động vốn từ nền kinh tế đạt khoảng 174.000 tỷ đồng, tăng 2,87% so với cuối năm 2022 và chỉ tăng 0,92% so với tháng 3 năm 2023. Trong số này, tiền gửi tiết kiệm đạt 101.000 tỷ đồng, chiếm 58,19% tổng nguồn huy động. Tiền gửi thanh toán đạt 68.000 tỷ đồng, chiếm 39,23% tổng nguồn huy động. Tiền gửi bằng đồng Việt Nam chiếm tỷ trọng lớn về tiền gửi đạt 156.000 tỷ đồng, chiếm 89,58% trong tổng nguồn vốn huy động. Tiền gửi bằng ngoại tệ chỉ chiếm trên 10%. Các ngân hàng phải giảm mạnh lãi suất huy động do đang dư thừa thanh khoản và đây cũng chính là nguyên nhân của việc giảm lượng vốn huy động tiền gửi. Huy động vốn nhiều nhưng không cho vay ra được vì lãi cao, doanh nghiệp khó kiếm đơn hàng, khách hàng cá nhân cũng không dám vay để chi tiêu hay đầu tư. Và đây là một trong những yếu tố tạo sức ép để lãi suất cho vay phải giảm mạnh trong thời gian tới. Thưa quý vị, mùa hè là một trong ba mùa kích cầu của các doanh nghiệp thương mại bắt đầu từ dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Hàng loạt các chương trình khuyến mãi giảm giá được doanh nghiệp tung ra đón khách hàng. Bà Rịa Vũng Tàu là địa phương phát triển ngành du lịch, khách tập trung đến đông vào mùa hè. Đây cũng là cơ hội để phát triển lượng khách hàng lớn dành cho các doanh nghiệp thương mại Bà Rịa Vũng Tàu. Bắt đầu từ dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp đã trở nên sôi nổi hơn. Điều này khiến các doanh nghiệp thương mại trên địa bàn tỉnh giảm bớt những áp lực về tình hình giảm sức mua chung của cả nền kinh tế. Theo số liệu tổng hợp từ Sở Công Thương, thương mại 4 tháng đầu năm đã có sự tăng trưởng khá. Tổng mức bán lẻ trong tháng 4 đạt 5.300 tỷ đồng, tăng 16,33% so với cùng kỳ năm 2022. Theo đó, lũy kế 4 tháng doanh thu bán lẻ cũng tăng hơn 14% so với cùng kỳ, đạt trên 21.000 tỷ đồng. Đó là động lực giúp các doanh nghiệp thương mại nhỏ và vừa nỗ lực tiếp tục gia tăng lượng hàng cung cấp ra thị trường. Hiện nay, toàn hệ thống thương mại của tỉnh có 79 chợ, 5 trung tâm thương mại, 13 siêu thị, 150 cửa hàng thuộc chuỗi cửa hàng bán lẻ và hàng ngàn cửa hàng cửa hiệu khác đang hoạt động. Mùa hè chính là dịp để các doanh nghiệp tung ra những chương trình khuyến mại mới để thu hút khách hàng. Vì vậy, các doanh nghiệp mong muốn sẽ được chính quyền hỗ trợ nhiều hơn các hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thị trường. Mong là chính quyền địa phương là tổ chức nhiều cái buổi, ví dụ như là hội chợ hay là quảng bá hình ảnh thương hiệu. Giống như vừa rồi, đợt 30 tháng 4 có làm cái chương trình tuần lễ sản phẩm địa phương á. Tôi thấy những chương trình như vậy đem lại hiệu quả rất là cao và cái khả năng tiếp cận tới người dùng cực kỳ là lớn.
Đó, cho nên là tôi mong là trong thời gian tới á, thì chính quyền tổ chức nhiều hơn những cái chương trình như vậy, mở rộng thêm cái đối tượng tham gia phong phú hơn đấy, để cho bà con đến đấy trải nghiệm và được có cơ hội dùng những cái sản phẩm tốt và chất lượng. Mùa hè là mùa lên ngôi của các doanh nghiệp ngành thực phẩm, đặc biệt là các doanh nghiệp ngành giải khát. Vì vậy, các doanh nghiệp tung ra rất nhiều các loại thực phẩm phù hợp để giải nhiệt mùa nắng nóng. Cùng một loại nước yến chưng đóng chai, nhưng doanh nghiệp này đã có hơn 10 loại khác nhau như yến chưng hạt sàng, long nhãn, yến chưng collagen, đông trùng hạ thảo, v.v. Cùng với đó là các chiến lược khuyến mãi khác nhau dành cho mỗi loại mặt hàng, mỗi đối tượng khách hàng. Cái kinh tế của người dân năm nay nó cũng đi xuống và cái mức tiêu thụ thì nó cũng giảm hơn so với mọi năm tất cả các ngành nghề. Thế cho nên là năm nay chúng tôi cũng mạnh dạn là đưa ra rất là nhiều cái chương trình kích cầu, số lượng chương trình nhiều hơn và những cái chương trình nó sẽ thiết thực hơn. Đó. Ví dụ như là đợt vừa rồi 30 tháng 4 thì chúng tôi có những cái chương trình khuyến mại trực tiếp trên sản phẩm. Ví dụ khách mua thì tặng thêm sản phẩm để làm giảm bớt cái kinh tế của cho khách đi. Đấy là cái thứ nhất. Cái hai nữa, hiện tại như bây giờ là chúng tôi đang có hai cái chương trình là thẻ cào may mắn, đảm bảo là chúng và để cho mình làm giảm cái chi phí cho khách hàng. Chế biến các thực phẩm từ hạt ngày càng được nhiều doanh nghiệp nhỏ lựa chọn, hình thức chung là vừa sản xuất vừa tiêu thụ sản phẩm. Điều này sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí cho doanh nghiệp bởi con đường mua tận gốc, bán tận ngọn. Với các doanh nghiệp này, chiến lược kinh doanh sẽ chủ động hơn và các chính sách dành cho khách hàng sẽ linh động hơn. Họ có thể tiết kiệm chi phí trong khâu sản xuất để bù đắp vào khâu phát triển thị trường. Với doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh đậu hũ đóng hộp ăn liền này, thì mùa hè chính là cơ hội chính để phát triển thị trường. Doanh nghiệp phát triển hoạt động quảng bá theo hình thức tài trợ cho các chương trình văn hóa thể thao được tổ chức trên địa bàn hoặc tài trợ cho các hoạt động của các học sinh sinh viên trong dịp hè. Sắp tới, doanh nghiệp sẽ tiếp tục phát triển thị trường theo hình thức kết hợp tư vấn thực phẩm mùa hè dành cho mỗi đối tượng khách hàng khác nhau. Cái sản phẩm tàu hũ tươi soi di của chúng tôi rất là hợp với lại cái mùa hè rất là oi ả này. Trong mùa hè này thì chúng tôi có một số cái chương trình cho các giải chạy và những giải leo núi. Chúng tôi rất mong là về phía chính quyền sẽ tổ chức rất nhiều cái chương trình để quảng bá được cái sản phẩm mà được làm từ địa phương. Mùa hè cũng là mùa mà nhu cầu tiêu thụ trái cây tăng cao. Bên cạnh trái cây Việt được bày bán đa dạng và phong phú ở tất cả các chợ, cửa hàng, siêu thị, trái cây nhập ngoại cũng gia tăng lượng tiêu thụ những năm gần đây. Đây là một cửa hàng trái cây mới khai trương được 2 năm. Và với cách thức lấy khách hàng làm trung tâm, doanh nghiệp này đã có sự tăng trưởng về số lượng khách hàng khá lớn. Vấn đề đáng quan tâm của doanh nghiệp này là việc bảo quản trái cây từ nước ngoài về một cách tốt nhất. Điều này được thực hiện bằng quy trình vận chuyển trái cây nhanh nhất và doanh nghiệp luôn ước lượng số lượng hàng bán ra hàng ngày để đặt hàng vừa đủ bán. Mỗi năm thì tăng tới 30% lượng khách hàng và đặc biệt vào các dịp lễ Tết. Trong mùa hè là trái cây là vào rộ mùa cho nên chúng tôi sẽ ưu tiên chọn lọc tất cả những cái sản phẩm nào mà chất lượng tốt và giá phù hợp nhất để cho khách hàng được sử dụng những cái sản phẩm tốt nhất và giá phù hợp nhất. Hoạt động của ngành hàng thời trang thường sôi nổi vào cuối năm, thế nhưng mùa hè vẫn là một mùa kích cầu thành công của các doanh nghiệp. Với các hãng thời trang lớn, mùa hè sẽ là mùa thay đổi phong cách, kéo theo đó là hàng loạt các chương trình khuyến mãi. Mặc dù tiết kiệm chi phí là điều cần thiết nhất trong giai đoạn hiện nay, nhưng các cửa hàng vẫn tập trung cho các chương trình chăm sóc khách hàng. Bên Aretino tại Vũng Tàu, bên tôi tuy là vẫn khắc phục về các cái vấn đề nhân sự và các cái chi phí trong cửa hàng, nhưng mà vẫn đảm bảo được cái dịch vụ và phục vụ cho cái nhu cầu của khách được ngày vẫn tốt hơn. Tuy còn nhiều khó khăn trong giai đoạn hiện nay, nhưng mỗi doanh nghiệp nhỏ đều có chiến lược riêng, tận dụng cơ hội mùa hè để cầm cự được trong giai đoạn hiện nay và chủ động những biện pháp để tăng trưởng trong tương lai. Và đó cũng là sự linh động và thích ứng của một tầng lớp doanh nhân mới, sẵn sàng biến thách thức thành cơ hội.
Trước tình hình khó khăn như thế thì về các chương trình khuyến mãi quảng cáo thì trong thời điểm này doanh nghiệp chúng tôi cũng đã hạn chế và chuyển sang các cái hình thức khác, ví dụ như là tận dụng các mối quan hệ và chăm sóc lại những khách hàng cũ tốt hơn, cũng như là ưu đãi về giá để khách hàng có thể đặt được nhiều đơn hàng hơn. Thưa quý vị, trong khó khăn nhưng các doanh nghiệp nhỏ và vừa, ngành thương mại vẫn luôn nỗ lực thích ứng, linh hoạt, đón nhận những cơ hội từ thị trường. Và mùa hè chính là một cơ hội để các doanh nghiệp triển khai các hoạt động kinh doanh, gia tăng doanh thu bán hàng. Song song với mùa du lịch, các doanh nghiệp thương mại cũng hy vọng sức nóng mua sắm trong dịp hè sẽ tăng lên, tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển thị trường trong giai đoạn mới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Kinh tế và Hội nhập tuần này. Xin hẹn gặp lại quý vị cũng trong khung giờ này tuần sau. Trân trọng kính chào.